Di Đà Phật nói là người nào niệm danh hiệu ta, danh hiệu của A Di Đà Phật của ngài, nhẫn đến 10 niệm mới được vãng sanh. Chứ ngài cũng nói là niệm 10 niệm cộng thêm một bài kinh, một bài chú nữa thì ta sẽ đưa về Tây Phương Cực Lạc. Ngài không có nguyện như vậy, chỉ vì chúng ta không tin mà chúng ta thêm bớt. Như vậy thêm bớt coi chừng đã đưa cái chỗ là niềm tin không vững, có thể bị yếu đi cũng đường vãng sanh trở về mạnh hơn đâu nha. A Di Đà Phật. Kính